Thời gian qua, hậu Giang là một trong những địa phương đã thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo. Theo đó, giai đoạn 2016-2021, tỷ lệ hộ nghèo từ 14,9% năm 2016 xuống còn 3,46% vào năm 2020. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chương trình hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo, thoát nghèo cũng như là triển khai các mô hình phát triển kinh tế. Bên cạnh đó là sự chung tay của các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ lễ phát động xây 1.400 căn nhà đại đoàn kết của tỉnh Hậu Giang vừa diễn ra, đại diện tập đoàn TNG Holding Việt Nam đã trao khoản tài trợ 5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để xây 100 căn nhà đại đoàn kết cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. TNG Holding Việt Nam là tập đoàn đầu tư đa ngành, sau 3 năm đến với hậu Giang, tập đoàn TNG Holding Việt Nam đã hợp tác để phát triển 4 dự án theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh mà chính quyền đang hướng tới. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng dành nhiều sự quan tâm và tài trợ cho công tác xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, xây nhà đại đoàn kết